Hôm nay là 30 tháng 4. Tôi đến ngang ở chợ đêm Sơn Trà. Để chia sẻ các bạn là năm nay nghỉ lễ tại chợ đêm Sơn Trà có cái gì vui không nha. Bà con thấy chợ đêm Sơn Trà rất trọn đẹp. Đây là bà con là mấy xa đấy. Wow, nó đông lâu. Đây, mít xa quá đẹp. Quý vị đã đi du lịch nha. Đi du lịch đã đi chơi á, nên chân giò bị bạ, bị tèo hết. Họ tính là mít xa. Con đông ngạt luôn. Đây là khu này là khu trẻ em à. Đây là khu này là khu ăn uống, khu ăn vặt. Rồi, thơm quá. Rồi ơi, bà con ăn uống hết rồi. Rồi, mấy con cua. Mấy tôm. Cua tôm. Chưa, tâm đẹp. Thank you.
mình này là hải sản đó, tôm, cua, chuột, cá chua.
Em cũng thật lành. Đây, đây, đây. Video của tôi đến đây kết thúc các bạn. Các bạn video sau nha. Rồi, xin chào.